Chào các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học môn hình học 8, tuần 26, tiết 47, ôn tập chương 3 tiếp theo. Rồi giờ cô sẽ có câu hỏi kiểm tra bài cũ như sau. Tỉ số hai đường cao, hai đường trung tuyến, hai đường phân giác tương ứng, tỉ số chu vi tương ứng của hai tam giác đồng dạng như thế nào? Câu thứ hai, tỉ số diện tích tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng gì? Rồi chúng ta có câu trả lời. Tỉ số hai đường cao, hai đường trung tuyến, hai đường phân giác tương ứng, tỉ số chu vi tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng. Tỉ số diện tích tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỉ số đồng dạng. Vậy mấy em lưu ý phân biệt ha. Chỉ có tỉ số diện tích tương ứng của hai tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỉ số đồng dạng. Rồi, chúng ta sẽ có bài tập. Bài tập thứ nhất là điền vào chỗ trống. Rồi chúng ta quan sát ha, để suy nghĩ trả lời. Ở đây có 3 câu ABC. Câu A, đường phân giác của một tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. Câu B, tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Câu C, tỷ số chu vi của hai tam giác đồng dạng thì bằng tỷ số đồng dạng. Bài số 2, cho hình thang vuông như hình vẽ, hỏi tam giác AEB đồng dạng tam giác nào? Rồi, trên màn hình thì có 4 đáp án ABCD. Chúng ta suy nghĩ trả lời. Thì mấy em quan sát là tam giác AEB thì có một góc vuông là góc A. Dưới đây chúng ta có tam giác DEC thì có góc vuông là góc D. Nếu chúng ta để chúng ta lập tỉ số thì chúng ta thấy tỉ số các cạnh tương ứng này không bằng nhau. Hai vậy mấy em suy nghĩ, mấy em trả lời. Ở đây mấy em tính thêm một cạnh AB nữa cho cô. Rồi chúng ta sẽ có đáp án là đáp án C, là tam giác AEB đồng dạng với tam giác DEC. Thì ở đây khi cô tính ra được cạnh AB theo định lý Pythagore thì cạnh AB sẽ bằng 4. Thì lúc này chúng ta lập tỉ số thì chúng ta thấy là EB trên EC là bằng 5/10, là bằng 1/2. AB trên DC thì 4/8 cũng bằng 1/2. Chúng ta sẽ có tỉ số hai cạnh tương ứng là bằng nhau và có thêm một góc bằng nữa thì hai tam giác này sẽ đồng dạng. Thì mấy em về mấy em sẽ làm hoàn chỉnh cái bài tập này vào tập cho cô. Bài số 3, chúng ta quan sát đề bài. Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại ô, góc ABD bằng góc ACD. Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC, chứng minh rằng câu A, tam giác AOB đồng dạng với tam giác DOC. Câu B, tam giác AOD đồng dạng với tam giác BOC. Câu C, EA nhân ED bằng EB nhân EC. Rồi đây là hình vẽ minh họa. Rồi chúng ta có bài giải như sau. Ở câu A, xét tam giác AOB và tam giác DOC thì chúng ta thấy là hai tam giác này sẽ có góc ABO bằng góc DCO giả thiết và góc AOB bằng góc DOC đối đỉnh. Thì suy ra hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Ở câu B, chứng minh tam giác AOD đồng dạng với tam giác BOC. Rồi, đây là bài giải câu B. Thì chúng ta sẽ có theo câu A thì chúng ta sẽ có tam giác AOB đồng dạng với tam giác DOC. Thì chúng ta sẽ có được tập cặp tỉ số OA trên OD bằng OB nhân OB phần OC và có góc AOD bằng góc BOC.
nên chúng ta sẽ có được tam giác AOD đồng dạng với tam giác BOC theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Rồi câu C. Chứng minh rằng EA nhân EAD bằng EB nhân EC. Thì cô sẽ có xét hai tam giác EAC và tam giác EBD thì có góc E chung. Góc góc ECA sẽ bằng góc EDB do hai tam giác AOD đồng dạng với tam giác BOC. Là vậy suy ra tam giác EAC đồng dạng với tam giác EBD trường hợp góc góc, chúng ta suy ra được tỷ số EA phần EB bằng EC phần ED, sau đó chúng ta nhân chéo lên thì chúng ta sẽ có được EA nhân ED bằng EB nhân EC. Bài tập thứ tư. Cho tam giác cân ABC cân tại A, các đường phân giác góc B và góc C cắt AC tại D và cắt AB tại E, chứng minh DE song song BC. Rồi hình vẽ. Rồi đây là bài giảng. Theo đề cô có BD là phân giác góc B, thì theo định lý tính chất đường phân giác, cô sẽ có DA phần DC bằng AB phần CB. Và tương tự cô có CE là đường phân giác của góc C, thì cô sẽ có EA phần EB sẽ bằng AC phần BC. Mà AB bằng AC thì do giả thiết là tam giác ABC cân từ 1, 2, 3 thì ta sẽ có được EA phần BE sẽ bằng AD phần CD. Ha, thì mấy em thấy là gì? AB bằng AC, ở đây CB với CB với BC là giống nhau, thành ra cô sẽ có được hai tỷ số này bằng nhau. Rồi vậy thì cô sẽ có được AD song song với BC theo định lý Thales đảo. Thôi về nhà, mấy em xem lại toàn bộ lý thuyết, xem lại lời giải các bài tập đã sửa và hoàn chỉnh lại vào tập cho cô. Làm bài tập 60 trang 92 sách giáo khoa. Thời tiết học đến đây là hết. Chào các em.